Alo, chào bạn nha. Mình trên mình là Săn Bắt Ẩm Thực. Hôm nay mình đón thành viên mới. Đây Thận nha. Chào các bạn nha. Là biệt danh là Mai Cù Tèo nha. Đây thành viên mới. Mình cả anh em là lòng thìa nước dừa. Mình đã làm sẵn hết rồi. Giờ là hôm nay là mình bắt tay cho mình làm luôn đó. Rồi hôm nay mình làm nha các bạn. Ta nhóm lửa. Cực khổ quá các bạn ơi. Gió quá. Gió máy quá các bạn ơi. Các bạn vào mà coi nhóm lửa mà kiểu hồi xưa nha các bạn. Mấy phụ nữ giờ chắc mấy em chính nhất chắc không biết nhóm lửa cái này đâu. Gió quá các bạn ơi, không cháy luôn. Rồi, coi như là xong một giai đoạn. Lửa cháy rồi các bạn ơi. 1, 3. Bắt đầu đập tỏi các bạn ơi. Mình xếp cho tỏi mỡ. Đi vào nó đập cồ nó ấy quá. Trời ơi, nhảy các bạn ơi. Mở tép mỡ nha các bạn chứ không phải dầu ăn nha các bạn. Muốn làm một món ngon thì chúng ta phải thái vào tâm huyết của ta vào đó nó mới ngon được nha các bạn. Đứng để con. Phải thổi hồn vào món ăn nha các bạn. Thì thử tỏi mỡ chứ các bạn ơi, cho thơm lên mới được. Quá gió các bạn à. Cái này không biết khi nào mới chín nổi đây. Hết củi luôn các bạn ơi. Các chị em phụ nữ đồ vô xem học hỏi cách làm món ăn ngon nha. Học hỏi ai có chồng thì làm cho chồng nhậu đồ. Ai có người yêu làm cho người yêu nhậu nha. Còn anh nào nam thì tự vô học hỏi thì tự làm mồi nhậu lên nha. Cái này mình chiên sơ sơ lại các bạn ơi. Cái này thì xào như cải nè. Trời ơi. Nguyên liệu bữa nay tất cả là của nhà nha, chỉ có ruột này là mua thôi nha các bạn. Mình đi dặn trước mới có luôn nữa các bạn. Giờ khó mua, khó đi chợ. Đây. Ừ, con để nó đi. Mình đổ nước này vô cho nó thấm luôn nha các bạn. Tại nước này mình ớt rồi sẵn hết rồi. Cháy chưa? Nhìn nó chắc đủ luôn rồi. Đúng gì lắm. Sáng nào xăng rồi đi. Bây giờ mình đi mình xào thịt cho nó xăng lại là cắt dừa bỏ vô nha các bạn.
Rồi đi đi bẻ dừa đi. Chặt dừa ha. Rồi chặt dừa đi. Em theo mình chặt dừa nha các bạn. Dừa tại chỗ luôn. Dừa nhà nha các bạn ơi. Dừa này đi khỏi leo rồi các bạn ơi. Quá nhẹ nhàng các bạn ơi, bẻ dừa quá nhẹ nhàng các bạn ơi. Để mình kiếm cái chỗ nào chặt luôn đi. Đây đi, cái này chặt luôn. Giòn quá, giòn. Ý chết bà Phạm luôn rồi. Phan phan sạch nước luôn rồi các bạn ơi. Cho nó săn lại mới được. Lỡ lỡ tay các bạn ơi. Keo nước màu và quá chấm. Không lên màu, không có nước màu với tương không lên màu. Chặt dừa xấu quá. Chưa có kinh nghiệm gì mấy các bạn ơi. Dừa mỏng nhỏ. Các em nào mà mới có người yêu rồi đó thì vô thì xem này nhớ đăng ký chia sẻ giùm nha. Mới có người yêu mấy người mà người sao ta mấy người đúng rồi muốn nói cho người yêu ăn bắt đầu yêu mà mấy người nam á thì phái mấy phụ nữ mà biết làm mồi nhậu lắm, học đi rồi làm đi rồi nhậu rồi phan 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 đổ vô dao thì dao hả dao cho nó săn thịt lại chút có được. Dừa này làm cái là ngon luôn nha các bạn, tại dừa mình nó gần quá, cứ theo chút nữa lỡ tay chặt phạm các bạn nhưng không sao, hết trái này mình còn trái khác nha các bạn. Nhiều lắm. Coi trái dừa nó ngon các bạn. Đổ dừa vô các bạn. Này quất là luôn các bạn ơi. Quất luôn các bạn ơi. Sao mà bỏ nữa. Xay luôn đi. Thịt guộc này mình khè cho nó khô nước luôn hả cha. Để mình sẽ chỉ các bạn cách bữa nay ăn dừa mà không cần ngủ nha các bạn. Lấy tay bóp. Không phải. Không cần ngủ lấy tay bóp chứ làm gì vậy. Đây. Quẹt vô cho sạch chất nha các bạn. Đây, quất đây. Tuyệt vời nha. Quá ngon các bạn ơi. Sao dừa này ăn mùi vị nó sao cậu? Ngọt nha các bạn. Ngọt nha các bạn. Ngọt nha. Ngọt. Biết cái từ ngọt thôi chứ không có chua. Ngọt. Đó giờ chưa nghe nói cái dừa chua. Thật ra nó chỉ ngọt thôi. Đúng không? Đúng rồi. Cũng có béo béo mà. Nói chung dừa này vừa lửa à. Lửa mà. Chung mà vừa là ăn uống thoải mái luôn các bạn.
nấu bánh cũng là đợi lấy vừa khô luôn á bạn, không cần phải mua luôn á. Để tới dịp nào có nấu bánh này rồi mình bỏ ngoài đi, bỏ ngoài đi thật xem. Nãy giờ mình nấu, nãy giờ là giờ nó sạc nước nè các bạn ơi, để cho nó khô luôn mới được nha các bạn, khô luôn giờ lên màu vàng rồi nè. Lên màu quá là đẹp luôn các bạn ơi. Xào cho thiệt là khô luôn, khô luôn. Quá ngon các bạn ơi. Quá đẹp, quá đẹp, quá ngon, quá ngon. Này có nồi cơm nguội là ăn banh nồi cơm luôn. Coi nó sôi nè các bạn. Bị khô, cho nó khô luôn nó mới ngon nha các bạn, nó thấm vô trong hết trong ruột luôn. Rủ rau đó hả cậu? Mình mới đi hái rau về nha các bạn. Đây rau này là cây nhà lá dừa luôn nha, tự trồng nha. Mùa dịch đó rồi cái gì cũng mắc hết trơn nên trồng nhà luôn các bạn ơi. Dưa leo rồi trồng nhà luôn nha. Chỉ có cà chua là mua. Cà chua mua. Ớt nhà luôn. Củ rau đủ cải rồi giống nhíp cá luôn các bạn. Cần cua, cắt cá, con tôm, cá chi tô. Cho này chắc không phải trồng con gà. Chở gà rồi chứ. Quá ngon các bạn ơi. Ngon. Lên màu thấy không? Lên màu nè. Lên màu tuyệt vời. Nói chung ra hơi khó các bạn là gió quá, giận khó quá các bạn ơi. Cái này nè mà em nào mà làm mò nhậu cho người yêu á, thường lắm, nó thường lắm nha các em. Tại vì món này nhậu thì tới bài. Các bạn xem tin mình nhớ cho một cái đăng ký và một cái chia sẻ và một nút like nha các bạn. Kênh mình là kênh Săn Bắt và Ẩm Thực Tan Vlog. Săn Bắt Ẩm Thực Chiến Tắc rồi các bạn. Các bạn có muốn mình review món gì đó thì các bạn bình luận bên dưới đây rồi mình sẽ làm theo các bạn nha. Khi nào mà bớt dịch đó thì mình mua mua con cá lóc về nướng chui. Cá lóc về nướng chui nha các bạn. Cá lóc con này cũng mắc quá các bạn, gì cũng mắc chứ các bạn. Nói chung rồi giờ là chỉ có khóm là ít mắc thôi, bị bão quá rồi thành ra nó cũng mắc hết rồi. Ngoài ra là món gì cũng mắc hết. Chắc cái này có trong, liền cái này chắc kệ kệ ở mẹ đi. Đó. Ở trên đầu cũng có con buồn. Kìa đây nè, đây là đẳng. Trên đó cũng có con buồn nữa bạn. Đằng kia cũng đây nè, đi đẳng nói rồi thấy đó. Già đó, thấy không? Đứng bẻ luôn à. Cây đi dài dài gì. Đi các bạn ơi. Đi. Đi dài dài nhà đi rồi chút ngoài ra hái đầu chấm. Cúi trước mặt đó cậu. Đi. Hổm con bẻ vài trái đó.
cái này là đi ăn cắp nha các bạn, đừng có la lớn nha các bạn. Chú này chú bị tai nha các bạn. Chắc xin dạy trái chắc ba không la đâu các bạn ơi. Chú quê mình mà không có gì. Chú quê mình nói chung là một hai ba trái chuối này chắc cũng không ai la đâu. Này có ngoài kia là vuông tôm. Đây, cắt chưa cha. Ngoài sao có lưu nước hả cậu? Có lưu nước đặng á. Quá vàng, quá đẹp. Màu vàng óng ánh luôn các bạn ơi. Đâu cho anh hai con phía mướt rồi vậy. Các bạn review bên dưới nha các bạn. Chứ mình cũng mới làm đây mình cũng chưa có sắc quá đẹp luôn các bạn ơi. Gớt luôn rồi nha. Như vẫn chưa xâm nhập được đâu hả? Làm không kịp. Ngon nhất là cái đó nè. Cái đó cái gì cha? Cái này ngon bỏ mọc nha các bạn. Sạc bốn đi, sạc bốn. Sạc bốn. Bốn người mà sạc là hai hay có luôn á. Có không vậy?
Có. Trời ơi, gớt nơi vậy nè. Trời ơi, gì gớt hoài vậy? Ngon quá gung hả? Ừ. Gung, gung. Ngon quá gung, mình hay quá. Quá thèm. Nhỏ mình khoái ăn món này đúng không nha các bạn? Kêu mình bắt mẹ mình làm món này ăn hoài luôn á. Bây giờ lớn tự làm được rồi. Lớn mình tự làm được rồi. Nhiều nước lắm. Chung để có một món ngon thì chúng ta cũng bỏ rất nhiều thời gian và tâm huyết vô nha các bạn. Công sức mình cũng dữ lắm luôn đó các bạn, từ hồi sáng sớm tới giờ luôn đó. Đi chợ lựa một miếng ruột ngon rồi về cái mặt sạch sẽ. Ruột này mà ăn không kỹ là hơi hôi nha các bạn, nhưng mà mình ăn không bao giờ hôi các bạn. Trước tiên mình về là mình bỏ vô một miếng muối nè, miếng rượu nè, miếng giấm nè, ăn chanh vô nè, rồi mình bóp. Bóp khoảng chừng 5 phút tới 3 phút. Rồi xong đó là mình rửa để 5 phút tới 3 phút tiếp. Mình rửa vài nước vậy đó. Rồi mình lộn ruột ra. Xong rồi các bạn ơi, chúng ta có một món tuyệt vời nha các bạn. Ăn quá. Đẹp chưa các bạn? Ăn quá sáng giờ. Cầm lên. Cao lên. Tuyệt vời nha các bạn. Rồi đâu mình nhập tiệc các bạn ơi. Chén nổi này vậy. Chén rồi, nó chén 4 cái rồi, nó 1 cái rồi. Chén chén rồi. Thôi khỏi đi. Khỏi chén đi. Đang bóc nó ngon nha các bạn. Gịch ta. Rồi quá. Vô ngoài giữa em. Vô nè. Vô ngoài giữa em. Để này mình view trước nha các bạn. Chơi con này đi, review trước cái. Tới một chuyện này. Ăn không trước cái đi rồi hả mình hả? Chấm nước chấm sau cho nó biết cái mùi vị nữa ha. Ngọt ngọt, mặn mặn. Béo béo, giòn giòn. Cứ dùng chút nè. Cảm giác quá ngon các bạn ơi. Tới mình nha bạn, mình lựa cái gì, cái con tử nha các bạn. Để mình xắt cái bông tử đâu rồi. Đây, đây, đây. Chuyện ra các bạn. Quá ngon rồi, tấm này. Không thể tưởng luôn không? Quá cay các bạn ơi. Quá cay. Cay không? Thì theo sở thích của mọi người nha. Ai thích ăn cay thì làm nước mắm cay. Ai thích ăn mặn thì làm nước mắm mặn. Như mình vậy là cũng vừa đó. Rau nè. Miếng lá tí tô nè. Một miếng gắp cá nè. Rau cần cua các bạn. Cần cua. Miếng cầu thơm nha. Miếng cà. Cái này là gắp miếng ruột bỏ lên. Nhiều khi nhiều bạn ăn chú chát không được nha, nhưng mà chú chát nó rất ngon. Quán lại, đó. Tới cùng chuyện luôn các bạn ơi. Tới cùng chuyện luôn. Bye. Tới cùng chuyện luôn. Rất là chát luôn các bạn. Chát cực kỳ luôn các bạn. Nhưng mà dẫn luôn. Chú chát mà không chát là phải là chú chát. Ăn cái này xong á mấy bạn phải đánh răng liền nha, để mà nó đen răng luôn á. Quá ngon. Chắc bao tử rồi các bạn. Cái cháo chắc bao tử á. Mấy các bạn ơi. Quá ngon các bạn. Ngon. Đụng đụng nó dễ ngon quá. Đi quay. Làm nước mắm ok nha. Mắm ngon. Nè
Thành quả hôm nay của mình là một dĩa lòng. Bữa nay mình nhập cái đội, mình nhập thành viên mới nè, mình làm cái lòng để chơi hết lòng với mình, chơi hết lòng hết ruột luôn đó. Quá review của miếng này cái nữa kìa, quá ngon, quá ngon các bạn ơi. Các bạn xem kênh mình cho mình một lượt đăng ký và một like và một lượt chia sẻ nha các bạn. Và tạm biệt các bạn nha.